Xin chào các bạn, ngày hôm nay Duy Nguyễn đến với video thứ tư này sẽ chia sẻ công thức cắt thiết kế sơ mi. Sơ mi thì nó sẽ có nẹp liền hoặc nẹp rời. Tôi sẽ thiết kế nẹp liền, bỏ phần biên này. Bản nẹp các bạn trung bình để 4,5 phân. Xác định nẹp xong này, xác định đường giao khuyết luôn cho mình. Đường giao khuy 1,5 phân. Tất cả các đường dọc này tôi đã vừa xác định xong này, bắt đầu mình chuyển sang xác định các đường ngang này. Xác định một trục cố định trước để xác định dài áo AX này sẽ bằng số đo này cộng trừ độ co nếu có. Bờ áo sơ mi này tôi cũng cần sử dụng cái đến cái chiết ben chân ngực này cộng thêm 3. AB bằng số đo xuôi vai. BC sẽ bằng vòng ngực chia 5 cộng 1. AD này, hạ đỉnh ngực này, AE này, hạ chân ngực này, AF, hạ eo trước. Vừa xong này, tôi đã xác định trong các đường ngang và đường dọc này, tất cả các đường ngang, các đường dọc này tại đường giao khuy này, các bạn đánh dấu cho tôi là 1 hết nhé. Bắt đầu đi thiết kế này, bóng nách và vai con thân trước. B1, B2 này sẽ bằng rộng vai chia 2 trừ 0,5. A1, A2 này bằng vòng cổ chia 5 trừ 0,5. Nối A2 và B2 ra xuôi vai thân trước. Chúng ta vẽ vòng cổ luôn. A3 này sâu cổ bằng vòng 1/6 vòng cổ cộng 1. Ra sang thiết kế vòng nách này. Trước tiên xác định ngang ngực trước này. C1, C2 và vòng ngực chia cho 4 cộng 2,5. Từ B2 này đặt vuông góc này. Kẻ một đường thẳng này vuông góc với cả A2, B2 này. Đó là tạo nên vòng nách. Cong đều. Không sâu quá mà không lung quá này. Để cho nó ôm và sạch vòng nách. Tiếp theo, thiết kế này, sườn eo thân trước. F1 này, F2 này, ngang eo sẽ bằng vòng eo chia cho 4 cộng 3 và cộng 1 phân cử động. X1, X2 bằng vòng mông chia 4 cộng 1,5. Sau đó ta nối này, C2, F2 và X2. Chúng ta xác định tiếp phần tâm chiết này, trung bình cắt đường giao khuy là 9,5. Tâm chiết tôi đặt là T. Đỉnh chiết này, cách ngang ngực này 3 cm và tâm chiết này trên đường ngang mông là 5 cm này. Bản chiết 3 cm.